sẽ là anh quý. Con Phương Lưu xin kính chào quý anh chị. Sau đây là nhạc phẩm Giờ Này Anh Ở Đâu của tác giả Khánh Băng. Xin kính tặng quý anh chị đã từng đi lính hoặc là quý anh chị là người yêu của lính. Trong bài này có nhiều địa danh: Quang Trung, Dục Mỹ, Lam Sơn, Đồng Đế, Pleiku, miền Trung Hỏa Tuyến, Cà Mau, U Minh Thượng, Hạ Lào. Có nhiều địa danh. Giờ này